trẻ nữ giữa hai đội Bộ Công an và đội Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh trúc mặc áo đỏ của đội Thành phố Hồ Chí Minh ra bóng. Vận động viên Thanh trúc của Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm dẫn trước với tỷ số 2-0. Bây giờ đến lượt Mai Hương của đội Bộ Công an ra bóng. Thank you.